Hello, chào mừng anh em đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Nay thứ ba này mời, nay thứ ba bên công bên quận 9 mới về khách hàng anh em ơi. Chú mới gọi qua bển coi khách hàng, ngày nay chạy lang tang linh tinh qua bển xem có hàng gì về mua cho anh em xem không ha. Nay cũng gần tới Noel rồi, trời se lạnh nè. Sáng sớm mà có cuộc điện thoại rồi chạy anh em cùng mình khám phá xem thử rồi hôm nay có hàng gì về không nha. Rồi chào anh em ha, mới đi bảy về cái sạc đây anh em ơi, mới về tới nhà luôn ha, ăn miếng cơm rồi ra có ít hàng quay cho anh em xem ha. Thì hàng cũng ít chứ không có nhiều anh em ha. Mua được mấy con máy hơi, có con này một ngựa nè ha. Ủa bảy mấy trăm quá à, con này mini, con này anh em nào mà xài gia đình chắc đã lắm ha. Mới về có dây luôn nè, bộ dây quan đồng hồ này hơi bị xịn ha, đồng hồ này không bán cái 500.000 cái đồng hồ này đó anh em, motor zin một pha nha. Đó, con này gửi ra đẹp lắm, mini thiếu hai ngóc đó à, dặn rồi thôi. Đó, dưới trong kia được con máy hơi dành cho anh em mà xài nha khoa đó. Siêu vip luôn, zin một pha luôn nha, motor zin một pha 100V 220 đều được đó, hơi bị đẹp luôn, để hồi khinh vô test luôn cho anh em xem ha. Đó, dưới máy một mớ máy NF anh em ơi, con NF AD7 nha, AD7. Còn con này không biết mấy luôn, mấy con này chắc xấu anh em ơi, rửa lại không biết đẹp nổi không nữa. Đó, con này chắc 9 hoặc là 12 vậy đó, để em rửa ra hết em coi ra hết mấy cái anh em led coi nằm ở đâu, 9 hoặc 12 gì đó. Rồi một con NF AD8 bên kia nữa anh em ơi, một con đó chạy nước ha, nó thì chắc cũng không đẹp luôn, nó có mấy con mà xấu không. Con này siêu mini luôn anh em, phải nói là siêu mini ba ngựa à. Đây Mitsu nè, SD3H, con này rửa ra thì chắc cũng đẹp nha, có ba ngựa à, maximum 4 ngựa. Này anh em nào bơm nước khỏe đã lắm, nhỏ gọn ha, bơm nước chắc nước gò rồi đó ha. Con này có mưa ấy luôn mà siêu mất chạy nước, mất tiêu gáy rồi, mất tiêu cái boe đó. Thì về nay về được cơn xíu à, với con sới chiên đánh rảnh, con này cốt nhào nè, mà con này về nó thiếu, vừa nó thiếu cái bu ly, thiếu cái bu ly cái bình xăng con. Con này cái như là cái máy như bỏ đi, chủ yếu cái bộ này anh em ơi, cái bộ cốt nhào này mới có giá trị nè ha. Đó, anh em nào mà mua cái xác con này thì em bán cái xác con này nha. Con này là anh em, cái bộ này là anh em gắn cho con RV615 nè. Đó, gắn cho cái máy động cơ là RF415 hoặc là RF615 nha, giống nhau. Bộ cốt nhào ha. Bộ cốt này anh em đánh đất là hơi bị vip, chuyên đánh đất. Đó, con này rửa ra đẹp anh em ơi, NF38 đẹp nè. Này rửa ra tương đối đẹp chứ không đẹp lắm. Rồi, thì đó được mấy con. Thì nay cũng có mới hàng đi, thì này hôm qua quay cho anh em đó, giờ về rồi, về đâu rồi, về Hải Phòng nha, con kia về Bình Thuận và con nọ nữa đi về nơi xa rồi. Thì nay cho dọn ra mấy con bơm xịt rửa xe anh em. Con này thì mini 400W, mấy con này thì chạy động cơ 400W anh em. Con này ti sứ ha, 2T như ti sứ. Con này rửa máy lạnh máy đồ được. Con này để em hỏi ông anh làm điện coi ổng có lên được 220 không. Nếu mà lên được 22 thì em hỏi lên 22 cho anh em về xài ha. Nó rửa gia đình cũng được. Đây 0.4kW rồi nè. Để con không biết có lên 22 được không thôi. Đó, em có mấy cục à, 1, 2, 3, 4, 5. Ví dụ anh em mà mua nguyên gì bán cho anh em là 1,5 triệu một cục nha. 1,5 triệu một cục là bao chạy, bao ra nước ok, là chưa bao gồm dây hút dây hồi, là điện zin 100V. Còn để em hỏi ông anh coi dây hút, nếu mà anh em nào cần dây hút dây hồi thì em cũng có ở trong đó, nhưng mà chưa có làm. Để test thử con này anh em, kim điện thử đi. Con này anh em thấy nè, ốc hát là chưa có mở luôn ha, boe nè. Đó,
ha. Motor zin một pha Hitachi luôn nè, ha. Single pha ha, con này 220 100V đều được nha anh em. Con này em rửa ra một cái đẹp len keng á, test thử rồi không biết chạy không nữa. Con này có đồng hồ giờ luôn nè, chạy 5000 mấy giờ rồi. Ok anh em ơi, phá lại đó. Chạy coi lên giờ hơi không, rồi có lên hơi anh em ơi, nhưng mà van này mắc rồi nè. Đó anh em nghe không, cái van van xả đáy nó mất rồi đó. Rồi được rồi, quá im anh em ơi, quá ngon. Van xả đáy nó mất rồi nên nó không có giữ hơi nè, bển về mất cái van xả đáy thôi. Này đơn giản ha, gắn cái van vô là xong anh em, gắn phá là xong, quá im ha. Xin toàn tập. Con này anh em nào mua về để chân cũng đẹp nữa anh em ơi, quá xuất sắc luôn. Nó chạy mà anh em thấy là chỗ này nè, thường thường đây nó bị cháy bị đen luôn mà vụ đây nó còn sáng luôn ha. Bu ly cũng vậy ha, con này rửa ra đẹp lắm, đầu xin ha. Con này thì anh em nào mà xài trong môi trường mà ví dụ như nha khoa môi trường sạch đó, anh em thổi làm trong thức ăn thức uống gì mà sạch sẽ cần con máy hơi để thổi thì quất con này liền ha, tại hiếm lắm. Mấy con mà này về nếu mà một đẹp như vậy mà khô rất là hiếm anh em ha, khô khô mà đẹp như vậy rất là hiếm đó. Chạy cũng ít nữa nè, anh em thấy chỗ này nữa không có cháy thế nào luôn ha. Tới cái ổ điện nó còn zin luôn, là dây điện nè ha, không tắt không tắt ha, đồng hồ giờ đầy đủ. Chủ yếu cái motor này, motor này cũng rất có giá trị rồi. Motor này anh em đi mua cái motor không mấy triệu bạc cũng chưa mua được anh em. Rồi ok, quay sơ sơ vậy thôi anh em ha. Còn mới hàng nào thì để bữa sau quay tiếp cho anh em ha. Rồi anh em cần con nào thì cứ đi alo em ha. Kết thúc video em cho em lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ video nha anh em. Rồi ok, chào tạm biệt anh em nha.